Phóng viên là nghề dành cả thanh xuân để đứng trước máy quay, cho nên thần thái và nhan sắc luôn là những ưu tiên thuộc top đầu của công việc này. Chính vì thế, dàn trai xinh gái đẹp luôn sẵn có những điểm cộng lớn. Tuy nhiên, đẹp không có nghĩa là bạn không mắc lỗi, nghiệp không chừa một ai. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những sự cố dở khóc dở cười ngay trên sóng truyền hình của dàn phóng viên, đặc biệt tới từ những cô nàng nóng bỏng các bạn nha. Ủa này, cái ông kia, mắt nhìn đi đâu ấy hả? Gớm, trong cái mặt kia, người tà dâm thường có quỷ sau lưng đó nha. Ông này ma kiểu, cái bà này đang chém gió gì mà sao ngoài cái tên được gọi ra, mình chẳng hiểu gì hết trơn á. Ok ok, thấy bà chị nói chốt được câu cuối rồi, không biết gì, nhưng mà cứ đồng ý cho lẹ còn đi về cái cho sớm chợ. Cũng đến tội cậu nhỏ Erling Haaland, được quả chị đẹp phỏng vấn mà bà này nhà lại ở Gò Vấp hay sao, xong lại còn văng mấy cái từ gì mà nghe chợ búa quá vậy chị đại. Ồ, nhưng mà được ưu ái tặng đồng hồ nè, thế thôi lại thấy chị của em dễ thương rồi đấy, a hi hi. Mà chị có thể giúp em đeo nó được không? Em vẫn còn là một cậu bé thơ ngây, dù gương mặt trông có gì đó hơi sai sai. Có vợ làm phóng viên thì sẽ như thế nào anh em? Hãy tìm ngay thánh Iker Casillas để biết câu trả lời chính xác nhất nha. Phỏng vấn xong là tặng ngay cô vợ Sara Caponero một nụ hôn nồng cháy trên sóng truyền hình luôn. Như thế cho nó vuông. Xin bác luôn đấy bác ơi, chỗ này để cho tụi em vui chơi, phiền bác đứng tránh qua một bên đi nào. Nói nhiều quá, nhận lấy cái giá lạnh mùa đông đi này. Tạo điểm nhấn khi phỏng vấn là ok, cái đó không sai. Nhưng mà hình như lại hơi quá đà rồi chị hai à. Ô thế là được bơi trong lúc tác nghiệp luôn hả, thật là thú vị. Quăng cho bà cái phao đi mọi người ơi, dân chơi nhưng không biết bơi. Cay thế nhỉ, đang làm việc mà cứ kia cứ làm dăm ba cái trò con bò. Rồi đã nhìn đủ chưa, cho người ta nói được chưa đây, đừng thấy tôi đẹp là sáng cái mắt lên nha. Người ta vẫn hay bảo là sinh nghề tử nghiệp. À thì trong trường hợp này cũng chưa đến mức bị tử nghiệp, nhưng mà đang yên đang lành bị nguyên tấm ván vô đầu, nghĩ cay thiệt chứ. Đặc quyền của gái xinh là làm nghề gì cũng được các anh hộ tống và chăm sóc đến tận răng. Nếu em không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo, trông hơi mập mạp tí thôi, nhưng mà được cái là anh có trái tim ấm áp, ok. Ôi dồi ôi, đang vui mà gái ơi, vào đây quẩy chung với tụi này đi chứ còn gì nữa. Biết thử thách dội nước lạnh lên người không? Thế thì cùng nhau làm nó thôi cô em. Vui là được, mấy cái lạnh này nhằm nhò gì? Nói thật, tôi mà là tay to như lão này, tôi cũng làm thế. Ấy chết, ý tôi là đến đoạn trả lời phỏng vấn thôi nha, còn khúc sau thì thôi cũng làm như thế vậy. Thì người ta bị đấm đổ cả huyết như thế này thì coi như là một món quà tinh thần đi. Tinh thần người Nhật đúng là gắt luôn anh em ạ. Thực hành luôn để thử độ cứng của bộ môn này nha cô phóng viên dễ thương. Một quật là đắm say, hai nhát là ngất ngay. Thôi quả này khéo bỏ nghề luôn quá, nhìn thôi đã thấy thốn rồi. Làm chút nước cho tỉnh người không anh dai? Ơ, thế nước đâu hả em? Anh đợi chút, mấy thằng hooligan trên khán đài nó ship qua cho anh em mình giờ ấy mà. Đó thấy không anh, mà sao mới có một chai nhỉ, vẫn chưa đủ cho anh em mình giải khát. Bộ trưởng Zinchenko thì có vợ đẹp khỏi phải bàn rồi, cô phóng viên Vlada Sedan sở hữu nhan sắc phải gọi là vạn người mê đắm. Mà ông bộ trưởng cũng tranh thủ lắm cơ, bảo sao con gái nhà người ta không đổ cho được. Nỗi khổ của phóng viên đây quý vị ạ. À. Rồi phỏng vấn cái gã khổng lồ này kiểu gì bây giờ? Bắt thang lên nhà.
Mà thôi, khứa vuốt râu phê quá, ứ cần nghe hắn nói nữa. Tiếp tục vuốt đi bé bự. Tiếp tục là câu chuyện về những khó khăn của cánh phóng viên. Mưa bão hay là gió lốc giật cấp độ như thế nào thì cũng vẫn phải ra trận nha. Cộng 10 điểm nhiệt huyết và đam mê cho bà chị đây nào. Nghĩ mà tức giùm cái ô luôn á. Rồi rồi, nhìn thấy đằng sau toàn chiến thắng với trái bóng rổ là biết số phận nàng thơ của chúng ta như nào rồi. Nhưng đây cũng là lúc cô nàng đã được dịp tỏa sáng khi mà bóng đập trúng đầu mà vẫn giữ bình tĩnh trước máy quay. Trả lời không hề vấp, nát đẹp nghề nghiệp là đây chứ đâu. Ông nào thiết kế cái sân bóng này ác chưa? Toàn ổ voi, ổ gà gồ ghê thế này. Bảo sao anh bạn với vóc dáng ngàn cân không sắp mặt cho được. Bằng phẳng tí thì làm sao? Cuộc đời chưa đủ nhấp nhô hay gì mấy ông xây dựng này? Thấy cái khung hình trái tim là tới công chuyện liền đó. Một nụ hôn nồng cháy thôi chứ còn gì nữa. Nhưng mà cô nàng phản ứng thần tốc quá, làm xí hụt luôn rồi. Ây da, nghĩ mà cay. Cao thủ không bằng tranh thủ, cô em cứ làm việc của mình đi. Anh tiện đường ghé qua gửi nhờ nụ hôn thôi ấy mà. Đừng quan tâm nha, ha ha. Ừ, ngụy trang khéo quá ha. Không nhận được ra luôn đó ha. Rồi làm điều gì đó khiến tôi bất ngờ đi. Cũng bày đặt đột kích trong khi mình nổi nhất cái sân này sao? Nghĩ nó chán, ông anh nhạt nhẽo quá à. Xếp hộ chai mắm vô đây với. Vừa rồi là tổng hợp những sự cố ngay trên truyền hình của dàn phóng viên trên khắp thế giới, đặc biệt là những cô nàng nóng bỏng cầm micro. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.